Vụ việc lừa cháu vé số của người phụ nữ khuyết tật ở Đồng Nai vẫn chưa kịp lắng xuống, thì mới đây lại tiếp tục xảy ra một vụ giàn cảnh lấy hơn 200 tờ vé số và 7,5 triệu đồng của một người phụ nữ 62 tuổi ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho người dân không khỏi bức xúc. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại quầy bán vé số trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Anh NTK, 35 tuổi, chủ quầy vé số cho biết vụ giàn cảnh trộm xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 9 mà nạn nhân là mẹ ruột của mình. Thời gian trên, bà TTS, 62 tuổi, đang đứng trên vỉa hè để bán vé số thì có một người đàn ông mặc quần rót màu trắng, áo trắng, đội nón và đeo khẩu trang tới lựa mua 4 tờ vé số anh ca nói, người này chừng 25 tuổi, lựa vé số hồi lâu, nói đủ thứ chuyện rồi đi vòng quanh quầy bán vé số để quan sát, sau đó rời đi. Và cho biết, hình ảnh camera an ninh cho thấy người này không rời đi mà tới một quãng rồi nấp vào lề đường gọi điện. Lúc này, một người đàn ông chừng 40 tuổi chạy xe máy tới, đứng ở dưới đường, đối diện quầy, gọi bà S bán 4 tờ vé số. Bà S mang vé số qua thì người đàn ông đưa ra rất nhiều tiền lẻ để trả nhằm kéo dài thời gian cho đồng phạm. Anh ca tiếp. Lúc này, người đàn ông hồi nãy lẻn lại, vòng vào sau quầy, rồi lấy đi khoảng 220 tờ vé số và một số tiền mặt rồi rời đi. Người mua vé số cũng rời đi. Anh ca sau đó đã đưa mẹ ruột tới công an xã Xuân Thới Thượng để trình báo, theo đó tổng tài sản khoảng 9 triệu đồng. Anh ca nói, đây là số tiền lớn, tương đương thu nhập từ bán vé số của hai mẹ con tôi. Nạn nhân cũng muốn chia sẻ câu chuyện để người dân, đặc biệt là những người bán vé số, tránh bị lừa với thủ đoạn tương tự.